Chào anh Bằng hay là chào anh Chu Phan nha. Chào Thì băng, chào băng. chắc có lẽ những cái nội dung mà anh đưa lên thì em cũng hoàn toàn nhất trí. Anh nghe rõ mà không? Rõ. Thì anh cũng biết rồi là cái tình hình dịch hiện nay thì nó cũng chưa có chiều hướng giảm được. Những ngày qua thì hơn 10 ngày nay là một tuần lễ này thì mỗi ngày chúng ta cũng đều khoảng 8-9 ngàn hết. Và ngày hôm nay là hình như là hơn 9 nghìn. Đối với Bình Thuận thì anh Chu Khoan hiện nay cũng đang ở tại Bình Thuận đây. Bình Thuận hiện nay cũng rất là cái số lượng ca nhiễm cũng cũng tăng cao. Ngày hôm nay là hơn 400, khoảng 450 ca. Thì cái số lượng nó cũng không phải là ít, nó lại tăng lên sau những cái ngày mà chúng ta thực hiện cái quy định mới xác lập cái vùng xanh vùng đỏ, thì bà con nhân dân người ta cũng đi lại rồi giao thương rồi đi đồ này kia, cho nên là cái ca nhiễm nó cũng chưa không có kiểm soát được. Nhưng mà chấp nhận chính phủ cũng đã được ban hành ra cái quy định là chúng ta chấp nhận là phải sống chung với dịch. Mà muốn sống chung được thì có hai cái vấn đề. Cái thứ nhất là vaccine, cái thứ hai nữa là ý thức của người dân. Tuy nhiên ý thức người dân thì hiện nay thì người dân trong nước chúng ta thì ai cũng biết được rằng là cái này nó nguy hiểm. Tuy nhiên là nó là một cái vật thể vô hình, cho nên là cũng khó mà chúng ta biết được ai lây ai nhiễm và để phòng tránh. Tuy nhiên là chính phủ cũng đã dự đoán được cái giai đoạn hiện nay. Còn cái vấn đề xuyên tạc chống phá nhà nước Việt Nam, nhân dân trong cái giai đoạn này thì các anh cũng mới thấy rồi, hai anh cũng cũng biết mấy tháng qua, nói chung là gần nửa năm nay, từ khi dịch bùng phát tới nay là chúng ta đã hơn nửa năm. Nhưng mà từ khi mà dịch bùng phát được thứ tư này thì ngày nào cũng các diễn đàn cũng đều chống phá, nó chống phá trên các cái phương diện, nó tuyên truyền không đúng sự thật về cái phương pháp chống dịch của nhà nước Việt Nam. Cái thứ hai nữa là nó đánh vào cái tâm lý của người dân, đó là công ăn việc làm và cái thu nhập. Và cái thứ ba nữa, đó là nó kích động người dân, nó làm gây bất ổn về chính trị xã hội. Cho nên là đây là những cái mà mình biết rằng là bọn chúng xuyên tạc, và chúng ta cũng nhà nước cũng đã cảnh giác, cũng đã cảnh báo. Và trong cái giai đoạn dịch thì dịch, nhưng mà một số người, một số tên, số kẻ lợi dụng cái tự do ngôn luận, lợi dụng cái tự do dân chủ xuyên tạc chống phá thì cũng đã bị cơ quan pháp luật bắt và xử lý, cũng đã khởi tố một số đối tượng trong cái giai đoạn này liên quan tới tới cái công tác phòng chống dịch của nhà nước, cũng như một số đối tượng lợi dụng cái tình hình dịch bệnh cố tình gây rối, hoặc là những cái đòi hỏi nó liên quan tới chính sách hỗ trợ thì cái này cũng có. Nhưng mà mình thấy rằng là những kẻ đó nó manh động, một phần là manh động, một phần là sự xúi giục, và cái quan trọng cuối cùng đó là gì? Thiếu hiểu biết về cái phương pháp quản lý điều hành Rồi sao vẫn thôi. của nhà nước. Thì các anh thấy rằng là trong cái giai đoạn dịch này thì thật sự ra thì tất cả mọi người dân từ Nam tới Bắc, các doanh nghiệp cũng đều bị thiệt hại rất nặng nề về cái tình hình dịch bệnh này. Chúng ta là một người dân, một người làm công ăn lương á, thì mất thu nhập một tháng 5-7 triệu thì nó cũng đã khổ. Nhưng mà doanh nghiệp, các cái doanh nghiệp họ đóng cửa, mất hợp đồng và họ còn thiệt hại rất là nhiều, tại vì liên quan tới cái vấn đề làm ăn kinh tế thuế má rồi tiền lãi ngân hàng rồi. Chúng ta thiệt hại rất là nhiều. Nhưng mà phải nói rằng là người dân ai cũng như chúng ta xác định là cùng cộng đồng trách nhiệm với nhà nước với lại địa phương thì nó có cái dễ hơn. Còn một số kẻ thì họ chỉ biết rằng là lợi ích cho bản thân họ, cái đó là
mình cũng phải nói thật sự tình mà nói là cũng phải kịch liệt phê phán lên án. Còn cái đối tượng mà như anh Bằng với nó là cái tụi bao que ba cẳng thì cái bản chất nó muôn thuở muôn đời mấy chục năm nay rồi. Trước đây chúng ta không nhìn nhận thấy là tại vì cái mạng xã hội nó không có được lan tỏa. Từ khi mà chúng ta thấy có cái mạng xã hội, chúng ta nắm bắt được thông tin nhiều thì chúng ta thấy được cái sự lan tỏa của những cái kênh, những tờ báo, báo đài chống phá đất nước ở hai ngọn và một số thành phần phần tử khủng bố trong các cái tổ chức như là chính phủ của Đào Minh Quân, Việt Tân, Triều Đại Việt và rất là nhiều các tổ chức khác nữa thì chúng ta đã thấy rõ rồi. Và người dân trong nước cũng đã thấy rõ bộ mặt thật của bọn chúng chứ không phải là không. Tuy nhiên là đâu đó từ Nam tới Bắc đâu đó cũng còn một số kẻ mê muội nghe theo những cái ảo tưởng về tiền bạc, về danh vọng, về chức vụ. Khi mà nó nói rằng là nó lật đổ cộng sản thì khi nó đưa về Việt Nam, nó thành lập nhà nước là những người đó sẽ được trọng dụng rồi này nữa. Nó thật ra là những thành phần mà bị xúi dục toàn là thành phần trình độ rất là hạn chế. Mình nói về trình độ hạn chế thì ảo vọng như thế thì một ngày nào đó cộng sản mà có sụp đổ thì tụi nó, khi mà tụi nó lên lãnh đạo thì chắc gì cái đám ở trong nước này nó được vận dụng không? Có trình độ ở đâu làm việc? Nó xin lỗi anh Bằng với là anh Chu Phan chứ nhiều khi đưa ra làm ông tổ trưởng tổ dân phố quản lý chừng cỡ 100-200 hộ, khoảng cỡ 300-400 nhân khẩu, sợ quản lý không nổi thì lấy gì mà quản lý địa phương rồi nọ. Cho nên á, cái vấn đề đó là những người trong nước đó, họ ngu muội, họ nghe theo thì mình phản bác. Nhưng mà cái thế lực bên ngoài là một cái thế lực chúng ta phải thấy rằng là nó nguy hiểm, nó xúi dục, nó kích động. Hàng ngày thì các anh cũng thấy rồi, các cái kênh YouTube, Facebook, những tên chống phá hàng ngày liên tục nó mở livestream, nó kích động, nó kích động, nó xuyên tạc đúng. Còn cái chuyện mà dịch bệnh này thì chết thì cả thế giới chết, đâu phải mình Việt Nam. Nếu như cả thế giới không ai bị mà có mình Việt Nam bị thì nó chơi Việt Nam mình chấp nhận. Nhưng mà này cả thế giới, hiện nay Việt Nam chúng ta mỗi ngày trong giai đoạn này khoảng 8.000, 9.000, 7.000 ca nhiễm. Và cái tỷ lệ tử vong nó giảm xuống nhờ cái lượng phủ vaccine. Chúng ta mỗi ngày tử vong khoảng 60-70 trên dưới 100 tầm tầm đó không. Nhưng mà các nước khác thì anh Chu Khoan với anh Bằng đã theo dõi thì biết rồi, như Mỹ mỗi ngày bao nhiêu ca tử vong, bao nhiêu các nước khác, nó đều trên hệ thống y tế toàn cầu chúng ta cập nhật hết. Nhưng mà tụi nó không chấp nhận cái sự thật đó, tụi nó không bao giờ chấp nhận cái sự thật đó. Và đồng thời vì cái hận thù, cái quá khứ mà nó cố tình nó suy diễn theo cái lối suy nghĩ tiêu cực của bọn chúng. Và lúc nào nó cũng đánh giá Việt Nam chúng ta là một cái đất nước mà nó còn khổ cực nghèo nàn giống như cách đây gần nửa thế kỷ. Cái xin lỗi bây giờ mình cắt lời Huy cái này. Tôi nói các bạn này, cái hỗ trợ của Việt Nam ấy thì mình chỉ có hai cái cách, tức là hai cái kiểu những đối tượng được hỗ trợ. Thứ nhất là hỗ trợ cho những người gặp khó khăn trong cái dịch Covid này, đúng không? Tức là những người công nhân này, những người lao động nghèo, tất cả các thứ thì mình hỗ trợ người đó. Với hai là để cho người ta bớt được cái khó khăn qua cái đợt dịch. Thứ nữa là những người mà có thu nhập trung bình và những người khá chẳng hạn, thì nói chung là mình cũng không cần nhà nước hỗ trợ, mà mình thậm chí có khi là mình lại bỏ tiền ra để hỗ trợ cho những người ví dụ ở bốn xung quanh mình mà người ta gặp cái điều kiện khó khăn. Ví dụ như cái mình nói thẳng, ví dụ như điều kiện nhà mình là cái thời gian dịch bùng phát ấy, mình ở ngoài Bắc, nhưng ở nhà mình thì nói chung là ví dụ nhà mình có em ông các tất cả các thứ nó ở bên y tế thì nó mua rau dợ thuốc men các thứ về nhà mình, thì mình thấy là bốn xung quanh ví dụ những người nghèo chẳng hạn, người ta không có rau có dợ, như vợ mình các thứ con mình người ta vẫn cứ san sẻ cho những cái người mà bốn xung quanh mình. Với cái đối tượng với thứ hai là các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, đúng không? Thì bây giờ mình phải hỗ trợ cho những doanh nghiệp và những cái cơ sở sản xuất các hộ kinh doanh để mà ví dụ người ta bớt được những tức là người ta có một cái tức là tiềm lực để người ta không phá sản, để mà sau cái dịch ấy thì người ta phát triển sản xuất lên, cho nên là người ta mới tạo cái công ăn việc làm để cho những cái người mà ví dụ người ta cần cái công ăn việc làm.
đấy, chứ không phải như như ở Mỹ là những cái người nào có đóng bảo hiểm hoặc như này khác là cứ phát mỗi ông coi như 1.200, 1.800 đô. Như ở Việt Nam thì lại mình làm với cái mình hỗ trợ theo cái kiểu khác, từng đợt một, đợt một, đợt hai, đợt ba. Và sau này ví dụ năm 2022, ví dụ chính phủ vừa rồi đấy, quốc hội họp, thì mình sẽ đưa ra một cái gói hỗ trợ cho các doanh nghiệp để người ta phát triển nữa, khoanh nợ, giãn nợ, đúng không? Đấy, tất cả các kiểu, chứ không phải như ở Mỹ. Cho nên các ông coi như là ở bên Mỹ chẳng biết cái gì cả. Còn lại tôi nói các bạn nhé, bây giờ ví dụ là mấy đợt giảm tiền điện mà biết bao nhiêu tiền, đúng không? Thì chính phủ là hỗ trợ cái đợt những cái nơi mà thực hiện chỉ thị 16 được tất cả các hộ là đều được giảm tiền điện mấy đợt, 4 đợt mà tổng cộng chính phủ mình coi như là tổng hợp ra thì mình không nhớ cái số liệu nữa, mà coi như là rất là nhiều tiền, thì đấy là cái hỗ trợ chứ ở đâu nữa. Cho nên là mấy cái thằng ba quay ba cẳng mẹ chúng mày bảo là mẹ chính phủ ăn cướp cái gì thử nói ra xem nào. Rồi, như anh mày... anh Dương Phan đây đây anh em nói thêm câu nữa đấy, nhường cho anh Dương Phan. Như anh Dương Phan đây, anh cũng đâu còn hỗ trợ, mỗi ngày anh khai thác cao su anh bán cũng kiếm được mấy củ rồi, một ngày anh cũng kiếm được 2-3 triệu thì anh đâu có còn nhà nước hỗ trợ gì nữa. Hay là hoặc anh bằng, mà nói chung là hỗ trợ thì cái mức hỗ trợ thì nó không phải rằng là tương ứng với cái thu nhập trong cái giai đoạn người công nhân hoặc người lao động mất việc làm, nhưng mà đó là san sẻ một phần khó khăn. Chúng ta phải xác định đây là cái này gọi là hỗ trợ chứ không phải là nhà nước nuôi. Nhà nước giờ không ba quê, ở đây chúng tôi gọi ba quê là những kẻ chống cộng cực đoan và bọn dân chủ quậy, thì chúng tôi gọi là ba quê. Rồi xin mời chú Phan ạ. Mời anh chú Phan đây. Rồi chào chú diễn đàn Bằng Nguyễn, chào em Huy, chào toàn thể anh em đang coi những diễn đàn. Chúc cả nhà ta cũng nối chúng ba quê thật là vui vẻ sôi nổi. Thì bây giờ thì Bằng Nguyễn cũng nói rồi, Huy cũng nói rồi, thì anh xin nói thêm rằng cái dịch ở Việt Nam thì trước hết là về hỗ trợ những người nghèo, những người trực tiếp ảnh hưởng dịch thôi. Cho nên là những người dân Việt Nam thì đặc biệt là chúng tôi đồng hành chính phủ, những người hỗ trợ cho chính phủ, hỗ trợ người nghèo chúng tôi cũng được, tôi rất là mừng. Hỗ trợ những người mà những cơ quan, những người cá nhân mà ảnh hưởng dịch chúng tôi rất là mừng. Người Việt Nam ta không ganh tị như nước ngoài, cứ bảo là người Việt Nam lạc hậu bên này kia, nhưng người Việt Nam không có ganh tị. Đặc biệt chính phủ hỗ trợ nghèo dân Việt Nam không ai can thán, chỉ có vừa mừng vỗ tay là vỗ tay thôi. Đó, mình chỉ nói thêm như vậy, chứ ở nước ngoài thì không cho nó dễ ói lên, nó chửi, nó biểu tình, nó ganh tị. Nhưng mà bây giờ này em có một cái ví dụ là cái hôm mà tức là em vào trong thành phố Hồ Chí Minh về nhà là cái hôm 15 tháng 10 vừa rồi. Đấy, thì 17 em vào đây thì được cỡ khoảng độ 20-21 gì đấy, thì ở tổ dân phố người ta có báo em bảo là ra nhận cái gói quà, cái gói quà gì đấy để ở một cái ngân hàng nào đấy, người ta ngân hàng quân đội người ta hỗ trợ cho cái khu của nhà em. Xong em bảo thôi những cái này nhà tôi có đầy đủ rồi thì tôi cứ lấy cái gói quà đấy hỗ trợ cho những người nghèo, mà những cái người có điều kiện nói chung người ta trung bình trở lên người ta không bao giờ người ta lấy, mà người ta nhường cho những hộ nghèo ấy, tổ dân phố người ta phát cho những hộ nghèo, ví dụ đầu tiên một gói, thậm chí ví dụ là những hộ nghèo được 2 gói chẳng hạn, vì những người giàu hoặc là điều kiện người ta tốt người ta nhường lại, thì những người mà ấy yếu thế hơn thì được nhiều hơn, có thế thôi. Vâng, mình sẽ nói tiếp. Mà qua đợt dịch này mấy anh ba que, mấy anh chống cộng mới biết là người dân Việt Nam người ta khiêm tốn, người ta lịch sự, người ta khiêm nhường, người ta đồng hành với chính phủ, ta cùng đồng tham với chính phủ, đồng cam cộng khổ chính phủ. Không những nhân dân đóng hàng được hàng tỷ đô la, hàng nửa tỷ đô la, nhân dân đóng hàng nửa tỷ đô la rồi là nước nhập khẩu thuốc về cùng góp cùng chống dịch, cùng chịu khó khăn với nhà nước. Không những đang đóng góp như vậy còn biết nhường cơm xẻ áo, không ganh tị, không ghét bỏ những người nhận. Đây qua dịch này mới biết là nước nào văn minh, người dân nào văn minh. Tụi bà quê thấy chúng mày đứng ngoài cuộc, chúng mày đứng ngoài cái dòng chảy lịch sử xã hội, gọi chúng nó là chúng mày luôn. Cái nữa là về dịch thì chúng nó có bảo là Việt Nam toang rồi, chúng nó sắp chết rồi, chúng nó cộng sản nó sắp chết rồi, nó là kinh tế thủ đô nó không còn tiền rồi, nó bác ngoại thì mình chết đây mai. Nhưng mà mình thông báo ra diễn đàn, thông báo tụi ba que biết là xuất nhập khẩu Việt Nam là kỷ lục, đã đạt 600 tỷ đô la rồi. Mà cách đây 1-2 năm mới là mình đã đạt 500 tỷ rồi, mà bữa nay đạt 600 tỷ đô la rồi, cái kỷ lục về xuất nhập khẩu. Nhưng mà cứ đà này thì Việt Nam mấy năm nữa là nhập vào câu lạc bộ 1.000 tỷ đô la thôi, dễ lắm.
xuất cơ cấu là nhập vào câu lạc bộ ngàn tỷ đô la nhanh lắm, chả mấy hỏi đâu. Cho nên là qua đây mới biết là kinh tế Việt Nam đi lên, và kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế hộ cá nhân cũng đi lên. Qua đợt dịch như vậy là các nước kêu oai lên, nhiều Việt Nam dân cứ bằng chân như vậy chả ai kêu được. Cũng có một số dân lao động trên tay, một số dân làm công ăn lương thì cũng có kêu được, nhưng mà nó chỉ là phần ít thôi. Đó, phần ít dân số thôi chứ không hết. Cho nên là nói với anh Ba Que thì mỗi lần mà đất nước gặp khó khăn như vậy thì các anh vỗ tay kinh lắm. Còn vấn đề dịch thì nói thật với bà Nguyễn với Huy cũng chia sẻ rồi, tức là hiện nay là số ca thì tăng, nhưng mà mình không chế được cái khối bệnh nhân nặng, không chế được bệnh nhân tử vong, đã không chế được rồi. Cho nên là nhà nước là người ta có kế hoạch, người ta thì không phong tỏa nữa. Còn mục đích của nhà nước mình là sống chung với dịch, như hiện nay thì cái cách chống dịch mình giống như các nước Tây phương. Còn của Trung Quốc, của Đài Loan, của Việt Nam lúc đầu là chống dịch theo kiểu xã hội chủ nghĩa, tức là mình Chú Phan này, mình chống dịch khác cái kiểu Trung Quốc. Trung Quốc thì nó theo, người ta theo đuổi cái kiểu là tức là zero covid và Đài Loan thế, nhưng mà Việt Nam thì tức là mình sống chung với covid, tức là mình tăng cường tiêm vaccine và coi như là mình thực hiện 5K, cũng cái kiểu như ở mấy cái nước Tây phương thôi. Nhưng vấn đề là bây giờ này mình sống chung với covid, sau này mình tăng cường tiêm mũi thứ hai cho toàn dân, sau đó coi như có khả năng là ví dụ như cái vaccine của Việt Nam ra này, vaccine mà mình xin được cái mà của bên, tức là cái sản xuất theo cái ấy của Cuba này, hoặc cái loại vaccine mà mình sản xuất tại Việt Nam là Sputnik của Nga nữa, thì nói chung là mình có khả năng mình tiêm mũi thứ ba các thứ cho tiêm tăng cường, anh hiểu không? Để sau này ví dụ mình coi như cái covid ấy, nó cũng như là cái cúm, cảm cúm bình thường kia thôi. Chứ còn bây giờ ví dụ như tại sao mà mình phải thực hiện 5K, mình mở cửa nhưng mình thích ứng với cái điều kiện mới, tức là một số cái người ví dụ như là cao tuổi, người ta mắc bệnh nền chẳng hạn, bây giờ ví dụ kể cả người ta tiêm hai mũi vaccine rồi nhưng mà nhiều khi ấy, là cái covid nó vào, đúng không, nó phá vỡ cái, nó phá, như người mắc bệnh nền mà cộng bệnh nền cộng với lại một tí về bệnh phổi nữa là có như cái tử vong người ta sẽ ấy thôi. Cho nên là mình nói chung mình chống dịch theo cái kiểu của phương Tây bây giờ đấy. Nhưng mà người phương Tây người ta nói chung người không tự giác tiêm vaccine như ở Việt Nam. Như Việt Nam tôi nói với tất cả các bạn là bây giờ cứ vaccine là mọi người dân đủ kéo nhau đi tiêm vaccine, chứ không có cái kiểu là tiêm vaccine ở thế này thế khác. Hầu như người Việt Nam là như thế, điều kiện nó rất là tốt hơn những các nước phương Tây, ở cái là những người Việt Nam đặt lợi ích tập thể lên trên cái lợi ích cá nhân của mình đó. Thì cho mình nói nốt là theo ý mình thì mình nghĩ là mình chống dịch như phương Tây, tức là làm việc 5K, tức là kinh chống dịch theo kiểu kinh tế thị trường đấy, kinh tế tư bản, nên tức là mình vẫn làm kinh tế, mình vẫn chống dịch song song làm kinh tế, mở cửa ra để cho người dân tự giác, rồi mình cảnh báo, mình giúp đỡ người dân để chống dịch thôi. Chứ bây giờ mình chống dịch theo kiểu mà lúc đầu ta làm thì điều rất tốt, nhưng với điều kiện ta phải triệt để ngay từ đầu, đồng thời là ta phải tăng cường sản xuất đi đôi với chống dịch. Nhưng nếu chống dịch lúc ban đầu thì cái vấn đề mà sản xuất thì nó không kịp thời, nó không đối với thị trường, nên nó mất nguồn cung thị trường, nên chúng ta phải làm đến ra giữ thị trường đó. Thế nên là mình hứa nước các nước ở cái định chế kinh tế là mình sẽ không cắt nguồn cung, nó sẽ ảnh hưởng toàn thế giới. Nó mình theo mình là mình vào là mình sẽ ký cái hiệp định kinh tế thế giới rồi, là mình sẽ hoàn thành cái hiệp định mình ký đầu năm. Nhưng đầu năm tôi ký đi đường Vi Huy bằng là tôi cung cấp cho bao nhiêu nguyên liệu, bao nhiêu năm là nếu tôi mà chống dịch quá tôi bị ngưng nguồn cung của Huy Huy bằng. Thế nên tôi... Bây giờ này, em xin lỗi chú Phan trả lời cho Hoàng Tuấn một câu. Hoàng Tuấn nói là bằng ngươi đi ra bắt đi tàu cát Linh Hạ Đình đi, ế bó ẩm quá. Ta nói Hoàng Tuấn này, thứ nhất là hiện nay ấy, theo cái tổng kết của cái công ty mà xe điện ấy, phụ trách cái tàu Cát Linh Hà Đông ấy, thì cái lượng người đi thì cũng không phải ế ẩm đâu. Với thứ hai nữa, để phát huy cái tàu mà Cát Linh Hà Đông ấy, thì nói chung nó phải có cái hệ thống kết nối. Bây giờ ví dụ như là ở Hà Nội hiện nay và cái kế hoạch sau này người ta sẽ làm 8 cái
đường 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 mà kết nối đường. Với trong nhà đông thì lúc đấy nó sẽ phát huy được cái tác dụng của cái tàu cái tàu cát linh Hà Đông này, đúng không? Nhưng mà ở thời điểm này chứ không phải thế đâu bây giờ đấy. Cho nên là ví dụ là bây giờ các bạn đi, các bạn chụp ảnh lúc 2-3 giờ hoặc 5 giờ sáng thì nói chung nó vắng là phải, đúng không? Nhưng bây giờ các bạn đi chụp ảnh những cái lúc mà bình thường từ 7 giờ trở đi nhá, đấy, cho đến bình thường nhá, không phải ế, nhưng mà để phát huy tác dụng của một cái tuyến giao thông mới nào đó thì thứ nhất là cần thời gian, thứ hai nó phải có cái những cái hệ thống kết nối, những cái đường tàu điện 8 hệ thống kia bắt đầu nó mà xong một cái khoảng 4-5 năm, 5-6 năm nữa chẳng hạn, nó xong một cái là bắt đầu coi như những người dân thủ đô nó quen đi tàu điện rồi, thì lúc ấy chúng ta phát huy tác dụng nhá. Còn Tuấn nhé.